Hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cục Việt. Kính à, thưa quý vị à, tiếp tục những thông tin liên quan đến sư Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì à, nguyên ngày hôm nay chúng ta thấy à, cái thông tin liên quan đến cô Hằng được báo chí à, chính thống đăng tải rất là nhiều và trong đó thì có một vài cái thông tin chúng ta thấy dường như nó chưa có đồng nhất. À, rồi cái diễn biến tiếp theo mới nhất á, là bên Báo Thanh Niên có đăng tải một bài viết họ nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tiếp tục bị gia hạn tạm giam thêm à, hai tháng. À, nhưng mà cụ thể là một tháng 27 ngày Đó thì à, nói chung là người ta tính từ cái ngày mà tiếp nhận cái hồ sơ mà được trả về đó à, Đây là về phía bên phía công an thành phố Hồ Chí Minh nha Đây là viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ Thì à, bên phía công an thành phố Hồ Chí Minh à, gia hạn thêm là một tháng 27 ngày nữa Đối với bà Hằng à, Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng à, sáng nay thì à, rất là nhiều tờ báo đã đăng tải à, Và họ cho rằng cái lý do để trả hồ sơ điều tra bổ sung đó là theo Viện Kiểm sát Nhân thành phố Hồ Chí Minh người ta nói là cần phải làm rõ cái vai trò đồng phạm đúng không? Cũng như là xem xét nhập cái vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do công an tỉnh Bình Dương khởi tố để giải quyết triệt để vụ án. Đấy chúng ta nhớ nha, rõ ràng báo thanh niên còn viết lại đó là sẽ nhập vụ án, xem xét để nhập vụ án. Tuy nhiên á, trưa nay thì cái bên phía cô Đinh Lan à, đã nói rằng cô này đã đi đến công an Bình Dương à, theo cái giấy mời giấy triệu tập gì đó và bên phía công an bình dương người ta đã cũng đã cung cấp những cái biên bản mà giám định cái kết quả giám định giám định về lời nói về những cái lời lẽ mà có xúc phạm với bà đinh Lan hay không đó thì người ta kết luận là có và từ đó thì người ta mới có kết luận điều tra và yêu cầu um, sẽ khởi tố à, yêu cầu sẽ sẽ truy tố bà nguyễn phương hằng đây thì uh, cái thông tin mà mình chia sẻ đó uh, đến chiều nay thì uh, bên báo pháp luật online người ta đã viết cụ thể ra một cái bài viết với tiêu đề là Công an Bình Dương đã đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng. Đây, đây cái đầm này cũng có rất là nhiều vấn đề để chúng ta bàn này cả nhà. Theo báo pháp luật online thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp tổ chức cá nhân. À, ngày 6 tháng 9 nguồn tin riêng của báo pháp luật online cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã có kết luận điều tra vụ án hình sự à, là dùng các quyền tự do dân chủ rồi đó à, đối với bà Hằng. À, theo đó thì à, cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương đề nghị truy tố bị can nguyễn phương hằng. Cơ quan này cũng đã gửi đi các thông báo kết luận giám định đối với lời nói phát ngôn của bà Hằng trong các buổi livestream cho bà đinh thị lan là bị hại của vụ án. Hà đây, ở phía dưới này còn viết thêm một đoạn nói rằng là nội dung thông báo kết luận giám định thể hiện lời nói phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream à, những ngày đó, ngày 1 tháng 3, 9 tháng 2 này kia đó là có nội dung à, xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng, ít uy tín danh dự cá nhân, à, vi phạm điểm A khoảng 3 điều 16 được an ninh mạng năm 2018, rồi à, điểm D khoảng 1 điều 5, nghị định số 72 trên 2013 của chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng à, rồi trước đó là có 6 cá nhân có đơn tố giác bà nguyễn phương hằng đến công an tỉnh bình dương chúng ta nên nhớ nha có 6 cá nhân à, đó là ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên công vinh à, nhà báo hằng ni nhà báo đức hiển và bà đinh thị lan đấy đúng không 6, 6 cá nhân à, và 6 người này à, tố giác bà nguyễn phương hằng về hành vi làm nhục người khác phu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân à, trong một diễn biến khác thì à, viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng vừa trả hồ sơ vụ án ở các vụ bà nguyễn phương hằng và yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm điều tra bổ sung về cái tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân à, lý do viện kiểm sát nhận định cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò đồng phạm của những cá nhân có liên quan rồi xem xét nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phước Hằng do công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án. Đó, đó là toàn bộ cái bài uh, viết của báo Pháp luật Online. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một điều uh, là rõ ràng báo này không có nói về những cái lá đơn của những cái bị uh, những cái cái bị hại khác. À, chúng ta cho là bị hại như là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh rồi đó mà chỉ duy nhất một cái mình một mình cô Đinh Lan là có cái đơn uh, gửi cái đơn triệu tập hay là đơn thư của đơn triệu tập hay là thư mời của bên phía công an bình dương vậy thì rõ ràng những cái người kia có hay không cái việc mà giải quyết giống như cô đinh lan à chỗ này mình phải đặt ra một cái nghi vấn bởi vì nếu mà thật sự những cái đơn của những người khác mà không có được giải quyết như đinh lan tức là của đơn của họ chưa có đủ cái dấu hiệu cấu thành tội phạm cho nên người ta không xem xét mà chỉ duy nhất một cái mình một mình cái đơn của đinh lan là đủ do yếu tố cấu thành vậy thì ở đây lại có một cái chuyện dễ thở nữa nếu mà thật sự nha thật sự là năm cái đơn khác nó chưa đủ yếu tố có thành đó mà chỉ có một cái mình cái đơn của đinh lan thôi thì à xem ra cũng dễ thở bởi vì rõ ràng ai cũng biết ai cũng nhìn thấy ai cũng nghe hết là cái cô đinh lan này tự nhiên nhảy vào cái vụ việc của bà nguyễn phương hằng và cái cô này là vu khống là bịa đặt là xuyên tạc đại nam quỹ từ thiện hằng hữu nhiều nhất so với tất cả những người còn lại hệ tới hiện tại thì cô này cũng còn du khống bà hằng là đứng sau là thuê người này thuê người kia đi đến đó phá quấy rối gì cô cô đinh lan này đúng không à chẳng hạn như cái chuyện của anh anh điền giỏ đó thì có liên quan gì đâu mà cô này liên tục đưa ra thông tin nói rằng là bà hằng đứng sau à, yêu cầu điền giỏ hay là thuê mướn gì điền giỏ đi đến quậy đinh lan đúng không cho nên là cái cô này là cái người mà đặt điều vu khống bịa chuyện à, vu cáo cho bà nguyễn phương hằng nhiều nhất do đó nếu như thật sự những cái đơn khác, đơn khác mà nó chưa có đủ yếu tố cấu thành hoặc là người ta không có xem xét à, và tóm lại là chỉ có một mình, cái đơn của đinh lan thì xem ra nó dễ thở nó cũng tương đương với lại cái đơn của hoài linh đó hai cái vấn đề này cả nhà cứ suy nghĩ kỹ lại đi bởi vì á à, rõ ràng cái báo pháp luật online đã đăng ký đã đăng tin như vậy rồi và đến báo uh, tuổi trẻ báo tuổi trẻ lì lại có một đăng một tin nữa À, họ đăng một bài với tiêu đề là luật sư lên tiếng về việc nhà báo Đức Hiển chưa được xác định là bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Đây rõ ràng đây là thêm một cái căn cứ là những người khác chưa được xác định là bị hại trong vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Rõ ràng người ta chỉ xác định mới của mình Đinh Lan và nếu mà theo những thông tin từ báo chí, từ báo pháp luật online với lại báo tuổi trẻ thì chúng ta lại hiểu rằng là chỉ có một mình cái đơn của Đinh Lan là nằm ở Bình Dương thôi đấy vậy thì nếu mà tổng hợp lại à có đơn của hoài linh có đơn của vi quanh của hàn ni và của đinh lan thì chúng ta thấy hai cái đơn của hoài linh với lại đinh lan là dường như nó dễ thở hơn dễ nhẹ nhàng hơn còn hai cái đơn kia thì rõ ràng là cái việc mà nói qua nói lại trên mạng xã hội đúng không chúng ta thấy một cái một cái hy vọng nào đó nữa à nhưng mà thật sự thì đó là những cái suy luận thôi cả nhà À, mặc dù báo tuổi trẻ đã đăng rất là rành đó là ông Đức Hiển cũng chưa được xác định là bị hại trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng mà khi mà người ta thấy những cái thông tin này và người ta lên tiếng trên báo thì đương nhiên luật sư người ta sẽ à, có một cái động thái một cái động tác nào đó để à, người ta làm sao để người ta được là bị hại đúng không đây thì báo tuổi trẻ có ghi luôn à, luật sư Nguyễn Thành Công và luật sư Phan Quy Thái Nguyên à, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Đức Hiển đã gửi à, kiến nghị ở cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết đơn tố giác tin báo về tội phạm của ông Hiển. À, theo đó thì các luật sư cho rằng vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến nhà nước, quyền lợi hợp pháp tổ chức cá nhân. Mặc dù các luật sư cùng ông Nguyễn Đức Hiển nhiều lần làm việc và cung cấp nhiều tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra, xong ông Hiển không được xác định với bất cứ tư cách tố tụng nào đó đúng chưa cả nhà vậy thì rõ ràng cái thông tin mà từ luật sư cung cấp cho báo chí như thế này thì chúng ta ngầm hiểu rằng những cái đơn thư kia có khả năng là đã không đủ yếu tố cấu thành cho nên người ta không xem xét những cái đơn đó đó à, rõ ràng bây đến thời điểm này thì báo chí đã đăng tải là chỉ có bốn cái đơn thư trong bốn cái nhân vật đó thôi đúng chưa à rồi báo này có viết tiếp á là cụ thể vào ngày 6 tháng 12 năm 2021 thì ông Hiển gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, à, đã có các hành vi đe dọa giết người, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp tổ chức cá nhân, rồi vu khống, rồi làm nhục người khác cùng các tài liệu chứng cứ là các USB chứa các video có phát ngôn của bà Hằng, bản nội dung trích xuất thành, thành văn bản của các video. à đến ngày 17 tháng 12 năm 2021 thì ông Hiển được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc về đơn tố giác nêu trên. Đến ngày 8 tháng 3 năm 2022 thì các luật sư tiếp tục làm đơn kiến nghị à đề nghị nhanh chóng giải quyết tin tố giác tội phạm à kiến nghị khởi tố đảm bảo thời hạn giải quyết tin tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng quy định của pháp luật. À đến ngày 30 tháng 3 năm 2022 và ngày 5 tháng 4 năm 2022 thì ông Hiển được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc liên quan đến nội dung tố giác của ông Hiển. Trong buổi làm việc thì phía ông Hiển tiếp tục cung cấp các chứng cứ à, chứng minh hành vi phạm tội của bà Hằng gồm 27 video livestream, trong đó bà Hằng thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông Hiển rồi đe dọa tính mạng ông Hiển. À, đến ngày 25 tháng 4 năm 2022 thì các luật sư của ông Hiển tiếp tục gửi đơn à, tường trình để cung cấp bổ sung những chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bà Hằng. À, nguồn thu thập là các phân đoạn liên quan để cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ. Và trong quá trình giải quyết thì chúng tôi luôn tích cực hợp tác, phối hợp với quý cấp để làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Phương Hằng. Tuy vậy, đến nay đã hơn 8 tháng kể từ ngày quý cấp tiếp nhận đơn tố giác tin báo tội phạm, à, kiến nghị khởi tố, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản tố tụng nào về kết quả giải quyết đơn tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị của ông, kiến nghị khởi tố của ông Hiển, à, chúng tôi xác định thời hạn giải quyết đơn tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đã hết và chúng tôi không thấy ông Hiển được đưa vào vụ án với bất kỳ tư cách tố tụng nào. Đó là các luật sư viết trong đơn. đó cả nhà thấy sao? Rõ ràng trong đơn người ta nói là đã hợp tác rất nhiều rồi, cung cấp rất nhiều bằng chứng chứng minh. À, những cái lời nói hay là những đoạn livestream của bà Hằng đã được nhóm luật sư này cũng như bên phía ông Hiển cắt để cung cấp cho bên phía công an. Nhưng mà đến thời điểm này thì ông Hiển vẫn không được xem là bị hại hay là có cái tư cách gì ở trong cái cái vụ việc này. Đó, cho nên chúng ta cứ um, kiểu như là thêm một cái hy vọng đi. Một cái hy vọng là những cái đơn khác như là của Công Vinh hay Đàm Vĩnh Hưng hay là Đức Hiển này kia đó thì nó chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm cho nên người ta không xem xét, không đưa vào cái vụ án này à đó là một cái hy vọng nha cả nhà cả nhà thì à, sáng giờ cứ vậy đó cứ có thông tin à, không hay thì lại có một thông tin à, kêu bằng tạm thời chấp nhận được đúng không tạm thời cũng có hy vọng rồi bắt đầu tới một cái thông tin là buồn tiếp và lại một cái thông tin hy vọng tiếp thì à, nói chung là nó lên xuống lên xuống như là biểu đồ hình xin vậy đó à, nhưng mà xem ra thì rõ ràng à, nhóm luật sư của bên phía ông đức hiển thì nói rất là rõ rồi họ đã nhiều lần làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra chứ không phải là chưa làm việc hay là không điều tra và chính cái việc cái việc mà người ta đã điều tra đã làm việc và đã cung cấp hết những cái tài liệu chứng cứ mà họ cho rằng phạm tội đó mà người ta thấy không đủ căn cứ cho nên người ta không xem xét à, chúng ta là hy vọng theo cái hướng đó ha cả nhà à, hy vọng theo hướng đó thì nếu mà còn lại cái đơn của Đinh Lan với lại cái đơn của Hoàng Linh thì xem ra bà Hằng cũng dễ thở trong cái vụ này à thì mình cũng hy vọng vậy thôi à, chỉ làm sao mong rằng cô Mỹ Phương Hằng được những cái gì tốt đẹp nhất thôi đó, đó là nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ha cả nhà rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.